bao nhiêu? Hương 200 m. Mấy tiêu? À, 1 tiêu. 100 m. 400 m. Mày chán đấy. Đi ăn cắp gì đây? Mày đi hỏi đại ca đi ăn cắp đi. Dạ. Hôm nay chán quá, đi ăn cắp gì đi. Ăn cắp gì? Cắp cái gì cũng được. Ăn cắp vàng đi. Đù, và bên kia nhiều lắm. Ở đâu? Ở kia. Đi. Ok, đi. Đại ca đang làm gì ạ? Mày không thấy hả? Thấy tao đang làm cái này hả? Thấy. Đi kiếm một lòng đi. Ê, ê mày điếc à? Ê đi gì vậy? Điếc à? Đi gì vậy? Còn tối nay giờ không nghe à? À nghe rồi, nghe rồi. Đi chơi đi. Chơi ở đâu? Chơi cứ tâm lặng đi. Hay là bắt người, giết người, cướp tiền? Ok. Được. Mua lòng này, mua khung lòng này. Mua lòng. À, mày ở đấy lượm lòng của tao đâu? Tao không lượm lòng của mày. Mày đi luôn. Tao không. Thôi mày bắt đầu. Mẹ lòng tao à. Mẹ. Mẹ lòng tao. Đây kia, điện thoại mày đâu? Đưa tao. Tao là trong trong túi ra. Đâu? Đây. Bấm xôi cho tao. Nhanh. Được 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 được. Đây. Alo. Mày. Ô, mô tô. Ôi, mô tô. Ôi. Đấy. Ôi, mày. Dạ thằng đó kia. Kể tiếp. Thằng nào gọi đấy? Anh em mình à? Ờ đúng rồi á. Alo. Cái gì? Ôi cũng hay rồi, em bị bắt rồi. Đi luôn đây. Lao bên này. Nhiều người quá. Ăn luôn đi. Ok. Ăn đi. Bao nhiêu Hương, bao nhiêu Hương? 200 m. Mấy tiêu? À, 1 tiêu. 100 m. 100 m. Yeah, look at
Anh em hello. Người kia. Bực lên cho đây. Kêu lên cho đây. Ê ê, anh em. Dưới. Ui ui. Người. Vai. Có người tao không, người anh em tao bên này. Hả? Có người tao không? Ừ. Bắn cho thằng này. Giết. Giết, giết. Bắn chết thằng này đã. Chết rồi. Fuck!